Xin chào các bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em lên anh bác một số mã hàng bên em, mã hàng vừa về xong nhá, quay trực tiếp và báo giá luôn này. Bác có nhu cầu hóa vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại em đang để trực tiếp vào trên mình nhá, gọi điện theo hai số này để em tư vấn cũng như là chốt đơn hàng. Và lưu ý cho em, khi mà các bác mua hàng thì hóa đơn trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, trên 200k miễn phí ship, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Hôm nay thì một số những cái mã hàng cực kỳ mới và rất là hay ho. Đấy, trong video hôm nay các bác cùng đón xem. Đấy, xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như nút ký kênh đón xem sản phẩm rồi video mới nhất của em. Em sẽ đi vào những sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái thanh chắn cửa này. Rất là nhiều bác hỏi cái mã hàng này, đó thì em lên luôn cho bác mã hàng đầu tiên, đó là cái thanh chắn cửa nhá. Bên em đang gửi bác cái giá là sẽ là 30.000 nhá, 30.000 cho một cái thanh chắn cửa này. Đó, 30.000 thanh. Các bác mua về để các bác lắp vào những cái cửa các thứ này, mình tránh côn trùng thứ nó chui vào này, rồi là bụi nó bay vào trong phòng này, rồi là ví dụ các bác hay làm điều hòa đấy, nó không bị mất mất cái khí điều hòa, nó kiểu nó làm lạnh lâu ấy, thì các bác mua cái này về các bác cho nó vào nhá, rất ok luôn đây. Đó, chắc chắn chất lượng luôn, nó dạng xốp nhá, chống và đập cũng rất là tốt luôn nhá. Đấy, thì về các bác cứ dắt vào cái khe cửa nhà mình là xài thôi, rất là dễ sử dụng nhá. Con này thì tổng chiều dài của nó vừa nãy em đo sẽ là 90 cm nhá, 90 cm. Đấy, 90 cm cho một cái thanh chắn cửa này với giá là 30k một thanh nhá, 30.000 một thanh thôi. Đấy, thanh xốp chắn cửa, cứ lên mã cho em sẽ là thanh chắn cửa đây, 30.000 một thanh nha, dùng cực kỳ ok luôn đó, rất chất lượng. Đấy, số lượng có hạn nha các bác, nhanh tay chốt đơn luôn này. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm nhá, dùng cực kỳ là ok luôn. Đây, các bác cùng xem này, khe cửa chống thoát hơi, máy lạnh điều hòa, tiết kiệm điện, ngăn tiếng ồn xung quanh, ngăn gió bụi luồn vào nhà, ngăn côn trùng tán muỗi kiến vào nhà, ngăn tiếng gió rít nước mưa tràn vào nhà, ngăn tiếng cửa vật. Combo hai thanh chắn khe cửa giảm bụi và côn trùng, dễ dàng lắp đặt, giảm thoát hơi điều hòa, có thể lắp cho cả cửa gỗ, cửa kính, cửa inox, cửa sắt, cửa nhôm, giảm giỏ lạnh mùa đông, giảm ồn và ánh sáng, chống kẹt chân bé, thoải mái vệ sinh bằng nước, mua ngay tại TikTok. Thanh chắn khe cửa, thực tế về sản phẩm nhá, dùng cực kỳ ok luôn. Cái này hiện tại bên em cũng đang bán rất là nhiều này, 30.000 một thanh nhá. Đấy, chiều dài một thanh này sẽ là 90 cm nhá. Đó, lên mã em sẽ là thanh chắn cửa này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái máy tính nhá. Lên mã em sẽ là máy tính, em báo giá luôn. Bên em đang bán một máy tính này với giá sẽ là 90.000, 90k cho một chiếc máy tính nhá. Đấy, về các bác sử dụng để tính toán hoặc mua về cho các cháu mình học tập sử dụng. Đấy, bấm phép tính các thứ rất ok. Đó, nhìn rất là đẹp nhá, màu sắc đẹp đó, phù hợp cho các cháu các bé này mình rất ok luôn. Đấy, bàn phím nổi cực kỳ dễ bấm luôn, nó chắc chắn xịn sò, màn hình hiển thị to rõ ràng, số má các rồi là thông số các phép tính đầy đủ hết luôn nhá, phần trăm căn kiếc rồi là mà cộng mà trừ rồi là số má đầy đủ hết luôn đó, ngon lành. Nút bấm rất là dễ nhá, nút bấm nổi nên là bấm cực kỳ dễ luôn. Đấy, màn hình rất là to. Đây, con này nó là dạng lắp pin ngoài nên là rất, các bác rất là dễ sử dụng nhá. Đấy, về bác mở ra sau đó lắp pin vào cho em, lắp cho em một viên pin vào. Đấy là thế, có thế là lên, rất ok. Đấy, bấm test bác xem luôn này, 4 cộng 5 này, đấy bằng này 9 này, ngon lành luôn nhá. Đấy, rất ok. Xóa AC đi này, đó 1, 2, 3 này, đấy 1, 2, 3, 4, 5, 6 này, 7, 8, 9 này. Đó, ok chưa các ơi, bấm rất là dễ bấm nhá, vì cái nút của nó nổi, cái nút nó nổi bấm cực kỳ sẽ bấm nút nào ăn nút đấy luôn. Đó, rồi là có cái màn hình hiển thị trên luôn, to rõ ràng. Đấy, AC cái mất luôn này, 1 cộng 2 này bằng này, 3 luôn này. Đấy, 10 này nhân với lại 10 này, đó đây 10 nhân 10 có nhá, đó bằng này 100 này, quá ok luôn nhá, chất lượng này. Bàn phím nổi cực kỳ dễ bấm và nó sử dụng pin rất là phổ thông thôi, pin sẽ là pin A, pin ba con A nhá, pin ba con A, pin pin tiểu, pin 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 con thỏ, về các bác lắp vào là xài thôi, rất là dễ sử dụng, ok luôn. Giá thì hợp lý, bên em đang bán một cái chiếc máy tính này với là 90.000, về các bác dùng để tính toán này, rồi là tiền nọ tiền kia này, rồi là mua về cho các cháu nhà mình làm phép tính các thứ ở nhà cũng ok luôn. Đấy, học tập sử dụng làm việc nói chung là ok, một con máy tính rất là chắc chắn nhá, bàn phím nổi dễ bấm mà giá thành thì rẻ nữa. Lên mã em sẽ là chiếc máy tính nhá, bên em đang bán một chiếc máy tính này với giá sẽ là 90.000 thôi, rất là đẹp, chất lượng chắc chắn lắm, cầm nặng trịch luôn, 90k một chiếc nhá. Các bạn lưu ý cho em là bên em bán là chỉ có nguyên máy nhá, không có kèm pin đâu. Đấy, không có kèm pin đâu, pin thì về các bác tự mua. Đấy, còn
Hàng thì về các bác cứ lắp pin và các bác nhận hàng các bác test thoải mái, còn bên em bán là chỉ nguyên máy không nhá, không có kèm pin. Đấy, các bác cứ nhận hàng các bác cứ kiểm tra đó, và không có kèm pin nhá, nhớ cho em là không kèm pin, giá là 90k không kèm pin nhá. Đến lúc đến nơi các bác bảo là không có pin đôi khi rất là khó. Đấy thì 90.000 một chiếc máy tính nhá, không có kèm pin nhá, về đây các bác tự mua pin lắp vào đấy, sử dụng pin tiểu nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop có về một cái mã hàng rất là mới, đó là cái hộp tinh dầu đen, hoặc là các bác lên mã sẽ là cái tinh dầu dành cho khách sạn này. Đấy, nhưng mà các bác có thể sử dụng gia đình cho em thoải mái luôn. Đấy, dòng này thì chuyên dùng cho khách sạn nhá. Đấy, các bác vào khách sạn hay ngửi những cái mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng thì đây nhá, chính là nó đây. Đó, nó là một cái lọ tinh dầu rất là thơm luôn, bắn lưu hương cực kỳ lâu. Đấy, các bác dùng để trong phòng này, để trong gia đình nhà mình, chỗ nào cần thơm là các bác để vào nhá. Một cái bộ sản phẩm đi đầy đủ bên trong này. Đấy, nó vừa là một cái đồ để các bác deco trang trí, vừa là một cái vật để nó thơm phòng, nó thơm phòng thơm nhà nhá. Đây thì về thì các bác đeo cho em cái này vào này. Đấy, sau đó là các bác cậy nắp này ra, cắm cho em mấy cái que này vào thì nó sẽ ngấm vào những cái que này, và cái que này là nó cứ thế là nó bốc cái mùi lên. Đấy, nó cứ bay cái hương từ những cái que lên nhá, bay mùi hương từ những cái que này ra, có thế thôi, rất là dễ dùng. Thì đây khi mà cắm vào thì nó sẽ như này nhá. Đấy, cắm vào thì nhìn nó đúng hình, nó sẽ như này này. Đấy, hâu theo nhá, nhìn hâu theo chưa, hâu theo CD này. Đấy, hàng của khách sạn nhá, rất là xịn luôn đấy. Giá thì hạt rẻ lắm, bên em đang bán một cái lọ tinh dầu khách sạn này với giá sẽ là 20.000 nhá, 20.000 thôi. Lên mã sẽ là tinh dầu khách sạn. Đấy, tinh dầu khách sạn nhá, chuyên dùng cho khách sạn này, hâu theo này, 20.000 một hộp nhá. Đấy, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng dùng thích lắm. 20k lên mã sẽ là tinh dầu khách sạn, hoặc là tinh dầu đen đều được, tinh dầu khách sạn này, tinh dầu khách sạn nhá, 20k một hộp nhá, 20k cho một cái hộp tinh dầu khách sạn này, dùng ok lắm đó. Về là các bác cứ thế là các bác sử dụng thôi, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng dùng thích cực kỳ luôn đó, thơm phòng thơm nhà. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop có về một cái lô hàng, đó là cái mic hát karaoke này. Đấy, của thương hiệu JBL nhá. Đấy, con này em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 280.000 cho một cái con mic hát karaoke có dây của JBL. Đấy, bao ship tận nhà nhá, giá này sẽ được bao ship tận nhà luôn, giá rất tốt mà sản phẩm dùng cực kỳ ok. Đây đấy, em sẽ đập hộp ra xem nhá, hàng vẫn mới nguyên trong hộp này. Đó, sản phẩm sẽ gồm có cho bác một dây nhá, một dây chống xoắn, chống rối, chống nhiễu. Đấy, dây sẽ là dây dài 5m này. Đấy, có nhìn dây này. Đấy, phần đầu có phần gập này, đó, thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, ở đây là mic nhá, mic đây, đó, JBL đấy không, nút bật tắt này, on off này, made in USA. Đấy, 3 con 9, thêm đằng sau là chữ S này, đó, chân 3 nhá. Đấy, về các bác kết nối vào, sau đó là các bác cắm vào âm ly, những cái thiết bị mà nó thu phát âm thanh ấy là các bác sử dụng thôi. Dây sẽ là dây 5m nhá. Đây, cái phần chân nó cũng rất là chất này, có gì này, chân của nó đấy, chân đốm vàng này, xịn luôn đấy. Đó, chống gập chống gãy nhá, chống rối nhá. Dây dài 5m, dây dài 5m xịn. Đây, made in USA này, dây cũng chữ made in USA luôn nhá. Một cái combo này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 280.000 nhá, 280.000. Lên mã em sẽ là cái mic hát karaoke có dây của JBL nhá, của JBL đấy. Đó, 280.000 cho một cái bộ này. Bao ship tận nhà luôn. Hàng này sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá, hàng mới nguyên hộp. Đây em sẽ tháo cho bác xem cái nội thất bên trong này. Đấy, tháo cho bác xem cái nội thất bên trong nhá. Hàng chỉ đỏ này, hàng chỉ đỏ luôn đấy, xịn. Đấy, nhìn này. Đấy, dây đồng luôn nhá. Quá ok luôn. Đó, made in USA, quá chất lượng. Rồi. Mic hát karaoke của JBL nhá. Mic hát karaoke của JBL. 280.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà luôn. Giá sản phẩm rất là tốt và các bác dùng rất ok luôn. Cái này thì nói chung là em đã test rất là ngon lành rồi, thu cực kỳ tốt luôn, âm thanh phát ra rất là trong. Đó, nói chung là ok. Trong tầm giá thì rất là hợp lý luôn, 280.000 một bộ nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái quả bóng giặt quần áo này. Đấy, nhiều bác là hay giặt quần áo mà hay bị rối cái thứ rồi. Đấy, rồi là quần áo nó không sạch thì đây, các bác mua cho em những cái quả bóng này về. Đó, thì bên em sẽ bán được combo là 10 quả một nhá. Đấy, thì về rất là dễ dùng thôi. Thì bắt đầu là các bác giặt quần áo thì các bác sẽ thả chung những cái quả này vào chung với lúc mà các bác giặt quần áo luôn, thì nó sẽ thứ nhất là nó sẽ chống rối này. Đấy, quần áo nó không bị cuốn vào nhau nhá, nó sẽ rời ra. Để khi mà các bác phơi nó đỡ phải đi gỡ rối thứ ra. Đôi khi là các bác giặt là nó rất hay bị cuốn quần áo vào rối, rồi là mình gỡ rất là mất công.
thì con này nó sẽ ngăn chặn cái việc là quần áo nó sẽ bị dính với nhau nhá, lại bị dính với nhau. Và thứ hai là khi mà các bác giặt thì giặt trong máy thì nó là hình tròn, nó không có một cái gì điểm tựa để nó va vào nhau để cho nó sạch quần áo được cả. Đấy thì các bác đây, nó là những cái quả này, nó sẽ va vào những cái quả này thì nó sẽ làm quần áo của bác sẽ sạch hơn. Đấy, sạch hơn nhá, sạch hơn. Thứ nhất là chống rối, thứ hai là giặt quần áo sẽ sạch hơn nhá. Chất liệu của cái quả này nó bằng silicon. Đấy, con nhìn này nó mềm này. Đấy, nó mềm. Nó bằng silicon rất là mềm. Đó, và giặt cực kỳ sạch luôn, quần áo nó không bị rối vào nhau nhá. Dùng rất ok. Đấy đi, bên em sẽ bán được combo là 10 quả một nhá. Combo là 10 quả một. Lên mã em sẽ cái quả bóng giặt này. Đấy, quả bóng giặt 10 quả một nhá. Bán được combo là 10 quả một với giá sẽ là 30.000 cho 10 quả nhá. Đấy các bác mua theo cho em theo combo là 10 quả một nha. Về các bác cứ thả tất cả 10 quả vào. Đấy, thả tất cả 10 quả vào trong máy giặt luôn. Lúc nào có quần áo là các bác thả chung và các bác giặt chung với lại quần áo thì mình nó ok luôn, có thế thôi. Chống rối quần áo, và thứ hai là quần áo sẽ sạch sẽ hơn nhá. Đấy, nó bằng silicon nên là không có ảnh hưởng gì đâu nhá. Đấy, sạch sẽ mà dùng nó hiệu quả chất lượng nhá. Cái này em cũng đã dùng test thử rồi, dùng ok lắm, sạch sẽ mà quần áo không bị rối nhá. 10 quả nhá, quả ống giặt 10 quả này, combo bán theo 10 quả nhá. Giá sẽ là 30.000, không bán lẻ đâu nhá. Lưu ý em mà không bán lẻ một quả đâu vì giá nó rất là hạt rẻ rồi. Bán lẻ rất là khó bán. Đó thì em sẽ bán được combo là 10 quả là 30.000 nhá. Quả bóng giặt đó, 10 quả 30.000. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Dùng cực kỳ ok luôn. Đây. Đây, đó. Đấy, bình thường á quần áo nó sẽ rối hết với nhau nhá. Đấy thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dối nhau các bác thả nó vào nhá. Đấy, thả trực tiếp vào trong lồng giặt khi mà các bác giặt quần áo. Đấy, đến lúc mà các bác giặt xong rồi, đấy lôi ra ngon lành luôn nhá, nó không bị dối với nhau nhá. Đấy, nó sẽ làm rời ra mà quần áo của bác giặt nó sẽ sạch hơn, dùng ok hơn nhá. Đấy, ngon lành hơn. Combo 10 quả nhá, combo 10 quả. Combo 10 quả ông giặt nhá. Giá sẽ là 30.000 cho 10 quả nha các bác nhá, 10 quả. Sản phẩm tiếp theo thì cũng rất là nhiều bác hỏi này. Đấy, nhưng mà nó không có hàng đâu ạ. Đấy, về cũng gọi là tí chút chút ít thôi, không có nhiều thì bác nhanh tay chốt luôn nhá. Đó là cái dòng thắt lưng dù của Mỹ này. Đấy, thắt lưng dù của Mỹ nhá. Lên mã em cho cái sản phẩm là cái thắt lưng dù Mỹ. Đấy, tiếp tục hàng về. Giá tại bên em cũng vẫn đang rất là bình ổn giá bác luôn. Tại bên em đang gửi đến các bác giá sẽ là 80.000 trước nhá. 80k, lên mã sẽ là thắt lưng dù nhá. Bên em đang bán với giá sẽ là 80k cho một chiếc thắt lưng dù của Mỹ nhá. Hàng của thương hiệu Z nhé. Đấy, cái thương hiệu ra đời rất là lâu rồi. Đấy, của Z này đây. 1941 này, single 1941 này của Z này, chữ nổi luôn nhá. Đó, phần mặt này cực kỳ đẹp chất lượng luôn. Còn đây là dây nhá. Dây của nó sẽ là dạng dây dàn di, dây quân độ. Đó, dây dàn di, dây quân độ. Bện từ rất là nhiều những cái sợi dù. Đấy, như khi mà các bác sử dụng rất là bền. Đấy, và rất là êm. Dùng cực kỳ êm luôn, bền lắm mà rất là êm đây. Cái phần đầu này nó được bọc da luôn nhá, để khi các bác dùng nó không bị xù cái đầu ra, dùng quá ok luôn. Nói chung là con này khi mà các bác dùng thao tác đóng mở của nó cũng rất là nhanh nhá. Đấy, các bác chỉ việc xỏ nó vào này. Đấy, xỏ nó vào. Đó, khi mà các bác đóng thì các bác chỉ việc ấn cái này xuống. Đó, thế là nó sẽ cạp vào ngay, giật cho em thoải mái không ra luôn. Giật thoải mái nhá, giật thoải mái. Nó cạp vào cực kỳ chắc luôn. Đấy, và lúc nào các bác mở ra, các bác ngửa lên cho em cái sạch ấy luôn, gì luôn. Mở ra luôn, rất ok. Đấy, mặt cực kỳ đẹp nhá. Nói chung là con này các bác thích sự ngầu ngã quân đội thì bác mua cho em con này, mà thích cái sự bền bỉ nồ đồng cua đá thì con này cũng là một phương án số 1 luôn nhá. Rất là bền, con nhìn này, cái sợi dù nó dày cực kỳ luôn đấy, dày lắm. Đó, dày mà nó bền, mà nói chung là nhìn nó khỏe khoắn, nhìn nó đẹp quá, chất lượng. Giá thì giá thành thì đang rất là bình ổn thì bác luôn, 80.000 một chiếc nhá. Lên mã em xem cái thắt lưng dù quân đội Mỹ. Đấy, thắt lưng dù quân đội Mỹ của Z nhá. 80.000 cho một cái thắt lưng dù quân đội Mỹ của Z này. Mặt cực kỳ đẹp và chất lượng luôn đấy. Đó, 80.000 một chiếc, hàng quá ok luôn nhá. 80k. Chốt nhanh em nhá, vì số lượng rất là có hạn, nó không nhiều đâu. Bữa trước cũng rất là nhiều bác hỏi nhưng mà nó không hàng, khổ không hàng thì các bác thông cảm nha. Hôm nay bác nào mà chưa chốt được thì nhanh tay chốt luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo đem lên luôn cho bác mang hàng, đó là cái cây khò ga trắng này. Cây này thì sẽ có chức năng là đánh lửa tự động này, điều chỉnh ga to nhỏ nhá. Thì về các bác lắp vào bình ga mini như mình để các bác khò đồ khò điếc như mình, ok luôn. Hàng của bên em đang bán sẽ là hàng lõi đồng. Đấy, nên khi mà các bác dùng nó chịu được nhiệt độ rất là cao cũng như là rất là bền bỉ nhá, chất lượng. Giá thành thì đợt này đang rất là hạt rẻ để cho bác luôn. Lên mã em sẽ là cái cây khò ga trắng, bên em đang bán một cây này với giá sẽ là 40k nhá, 40k. Giá gần như là giá tốt nhất thị trường hiện tại luôn nhá, 40.000. Khò ga trắng nhá, đánh lửa tự động này, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, đánh lửa tự động, điều chỉnh ga to nhỏ, lắp bình ga mini thì mình ok. 40k một cây nhá các bác nhá.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đèn móc khóa này. Lên mã em sẽ cái cây đèn móc khóa đó. Cái đèn này về cũng rất ok luôn. Đấy, về các bác dùng để soi xét. Đặc biệt là bác nào hay đi rừng đi phượt này, các bác hay đi tập thể dục này, các bác hay đi đêm đi hôm này, cần mấy con đèn nó nhỏ gọn này, hoặc là các bác có thể móc vào chìa khóa này, tiện có cái này mình dùng luôn này, thì mỗi con này là một cái sự lựa chọn tốt nhất luôn. Đấy, nhỏ gọn nó chỉ bằng tầm hai ngón tay của em thôi, rất nhỏ gọn này, nhưng mà cực kỳ sáng luôn nhá. Nhỏ gọn nhưng mà có võ mà, sáng dã man luôn. Đấy, thì đây. Nó sẽ có là các chức năng là bật bia này, đấy, bật bia này, rồi là móc vào chìa khóa này, đấy, rồi là chức năng là hít nam châm này. Đấy, hít nam châm nhá. Đây hít nam châm không? Đấy, hít nam châm luôn này. Thì các bác có thể để gá này như phần kim loại. Đấy, để các bác treo đèn lên nhá. Đấy, đỡ phải cầm. Rồi là cái phần cạp này để các bác để chéo như này. Đấy, để bàn cũng ok luôn. Ở đây nó sẽ có là hai bên hông, thì sẽ có là một cái đầu bên hông này là một cái công tắc này, chế độ 1 này, chế độ 2 này, chế độ 3 này. Đấy, nháy cả cảnh báo SOS luôn nhá. Quá xịn luôn. Đấy, cực kỳ sáng luôn, nhìn thấy chưa? Em tắt đi nhá. Đấy, thấy không? Nhìn nó sáng rực luôn, nhìn nó nhỏ nhỏ thôi nhưng sáng dã man, chói hết mắt luôn. Và một cái bên hông nữa nhá, là cái cổng sạc, các bác nhá, cổng sạc. Đấy, đi kèm nó là một cái dây cáp sạc này. Đấy, về các bác cắm đây và các bác cắm chung với cái cục sạc điện thoại nhà mình là các bác sạc thôi. Con này nó sử dụng cái nguồn điện vào sẽ là nguồn điện 5V nên là các bác cứ cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình là sạc là ok. Đấy, em báo giá luôn nhá. Đấy, đèn móc khóa đa chức năng, nhỏ gọn tiện lợi, dễ sử dụng mà giá thành thì cũng hợp lý nữa. Em đang bán một cái chiếc đèn móc khóa này với giá sẽ là 40k nhá. Đèn móc khóa này. Đèn móc khóa giá đang bán là 40k cho một chiếc đèn móc khóa nhá. 40k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp dĩa Đức này. Dĩa Đức hôm nay để chuyên bác về ăn hoa quả rất ok, sạch sẽ chất lượng luôn. Đấy, một hộp này sẽ là 10 chiếc nhá. Đây. Một hộp dĩa Đức của thương hiệu Wailing của Đức nhá. Một hộp là 10 cây, 10 cái cây dĩa nha. Để về chuyên cho bác ăn hoa quả này, sạch sẽ chất lượng luôn. Đấy. Chất liệu sẽ là su 304 nên là các bác dùng rất yên tâm cho sức khỏe cũng như là sạch sẽ. Đấy, đôi khi là nhà các bác mà có khách khứa hoặc là mình ăn ở nhà ok, cầm tay đôi khi là thứ nhất là mất vệ sinh mà thứ hai là nhìn nó không được đẹp mắt cho lắm, thì các bác dùng cái dĩa này. Đấy, ăn nhìn nó kiểu sang lịch sự đó, hoặc là nhà có khách khứa nữa, đôi khi khách khứa người ta rất là ngại cầm tay đấy, nhưng mà có cái này thì người ta cũng sẽ thay đổi cái cách ăn đi. Đấy, người ta cũng sẽ ăn hơn nhá. Đấy, có khi người ta ngại cầm tay, người ta ngại, nhưng mà có cái dĩa này người ta lại ăn vì nó nhìn nó lịch sự, nhìn nó đỡ phản cảm quá. Đôi khi những về ăn uống nó rất là tế nhị đấy, nên là các bác cũng lưu ý cái vấn đề này đó. Thì đây, một cái bộ dĩa Đức 10 chiếc này, các bác mua cho em vài ba bộ về có khách khứa này, hoặc các bác dùng ở nhà này, hoặc là cho các cháu nhà mình ăn uống các thứ là ok luôn đó. Sử dụng dùng để ăn hoa quả thì quá là ok luôn. Một hộp này 10 chiếc nhá, lên mã em sẽ cái hộp dĩa Đức 10 chiếc hàng chất lượng đó của Wailing nhá. Một hộp là 10 chiếc này với giá đang bán sẽ là 40k nhá. 40k lên mã em sẽ là cái hộp dĩa Đức ăn hoa quả nhá. Đấy, dĩa Đức này, dĩa Đức ăn hoa quả với giá sẽ là 40k một hộp này, 10 chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lọc rác thông minh này, cái lọc rác đời mới. Cái này là lọc rác inox để chuyên đấy các bác, về các bác lắp vào cái chậu rửa bát nhà mình nhá. Đấy, lắp vào cái chậu rửa bát nhà mình. Thứ nhất là chậu rửa bát nhà các bác hiện tại đang bị hỏng cái lọc rác này. Hoặc thứ hai là cái lọc nó bị chảy chậm này, để các bác mua về thay thế cho em. Cái lọc này chảy cực kỳ nhanh và nó lọc rất là sạch rác nha. Đấy, rất là tiện. Con này cái lúc mà các bác muốn nâng lên, các bác chỉ việc cầm cái núm này, các bác cầm cái nâng lên. Đấy, và khi mà các bác lại đẩy cái này xuống thì nó sẽ thả cái này xuống thì cái phần nước nó sẽ trôi rất là nhanh, thoát cực kỳ nhanh luôn. Đấy, và sạch sẽ chất lượng nhá. Inox 304 làm rất là chất lượng luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái lọc rác inox này thì giá cực kỳ hạt rẻ, chỉ có 15k thôi. 15k nhá. Lên mã em sẽ cái lọc rác inox nhá. Lọc rác inox chuyên về các bác lắp vào cái bồn rửa bát để mình để các bác xài nhá. 15.000 trong chiếc này. Giá quá hạt rẻ. Giá này hiện tại đang sale giá tốt nhất luôn đấy các bác nhá. 15k đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Dùng cực kỳ ok luôn. Đây. Đó, nước bình thường là các bác dùng cái kia. Đấy, nó cứ tuyết luôn nhá. Đấy, các bác dùng này cho em. Nước thoát ra cực kỳ nhanh luôn. Đó, và các bác mỗi lần các bác vệ sinh cũng rất là tiện dụng nhá. Đây. Đó, sạch sẽ ngon lành luôn. Không gây tay với chiếc sổ lọc rác inox này. Giải pháp số 1 giúp loại bỏ nỗi ám ảnh mỗi lần rửa chén bát phải dọn rác, cận thức ăn dưới bồn hàng ngày. Sản phẩm được làm từ chất liệu bằng inox 304 không gì. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, dùng cực kỳ ok luôn. 15.000 một chiếc nhá. Lên mã em sẽ lọc rác inox 15k. Pin 18650 bên em vẫn còn hàng phục vụ nhá. Lên mã em sẽ là cái pin 18650 này. Đấy, pin 18650. Hàng của thương hiệu Unfi Flat này. Đấy, con này thì điện áp của nó sẽ là 3.7V nhá.
3.7V này, dung tích pin, cái dung dung lượng pin sẽ là 6.800 mAh. Đấy, pin sẽ là mã pin sẽ là 18650. Bên em đang bán lẻ một cái viên pin này với giá sẽ là 20.000 một viên nhá, 20k. Lên mã em sẽ là cái pin 18650 nhá. Bên em đang bán một viên là 20k một viên. Đấy, 20.000 viên. Để về các bác sử dụng những cái thiết bị là sử dụng cái pin này. Đấy, đèn pin này biết các thứ là những cái con máy móc bây giờ nó rất hay dùng những pin này nhá. Đấy, cái pin này hay của nó là cái pin này nó có thể sạc tích điện là nhiều lần nhá. Đấy, ví dụ như là hết pin thì các bác lại lôi ra sạc, sạc đầy các bác lại lôi ra dùng. Nó như kiểu pin điện thoại nhá, thì hết pin lại sạc, sạc đầy pin lại dùng thế thôi. 20k nhá cho một cái viên pin 18650 này các bác nhá. À, đá cắt hàng của Kabushi tiếp tục về vụ bác nhá. Đây mẹ em sẽ cái đá cắt đỏ của đá của Kabushi này. Đây. Hiện tại em sẽ có bán theo hộp và bán theo viên đấy tùy nhu cầu. Thì dòng này em sẽ nói qua phần kích thước nhá. Đấy, một hộp này thì quy cách đóng gói sẽ là 5 viên hàng hộp sắt nhá. Đấy, đá này sẽ là đá một tấc nhá. Đá một tấc. Ở đây đá một tấc này. Kích thước của nó sẽ là 107 nhân 1.2 nhân với lại 16 nhá. Đá một tấc cắt cực kỳ ngọt và rất là dai đá luôn, không bị văng đá, cắt cực kỳ ok. Giá hiện tại em đang bán lẻ một viên này với giá sẽ là 6.000 viên nhá. 6k một viên đá nhá, 6k. Đấy, 6k một viên. 6k trên một viên này. Đấy, và yêu cầu các bác lấy là từ 5 viên trở lên. Lấy từ 5 viên trở lên nhá. Đấy, 5 viên thì combo 5 viên thì sẽ là 30k. Đấy, còn nếu các bác mua theo cả hộp nha, một hộp là 50 viên. Đấy, thì mình em sẽ để bác một giá cực kỳ tốt luôn. 50 viên thì giá sẽ là 220.000 và bao ship tận nhà luôn. Đấy, nếu mà các bác lấy theo cả hộp luôn nhá. Đấy, thì là một hộp là 50 viên với giá là 220 bao ship. Còn các bác mua lẻ một viên thì sẽ là 6.000 và yêu cầu các bác lấy từ 5 viên trở lên nhá. Đấy, dòng đá cắt của Kabushi Japan. Quá xịn luôn này, hàng nguyên hộp nhá. Tem thiết đầy đủ luôn, ngon này, Kabushi, hàng đá cắt chính hãng, cắt rất ok. Nói chung cái này thì bên em đang bán rất nhiều rồi. Sản phẩm dùng chất lượng ok. Bán lẻ 6.000 viên nhá. Yêu cầu lấy từ 5 viên trở lên. Lấy cả hộp 50 viên 220.000, bao ship tận nhà nhá. Dòng đá cắt của Kabushi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng đó là cái bóng đèn 3W này. Cũng rất là nhiều bác hỏi này. Lên em sẽ cho bóng đèn LED 3W nhá. Con này nó sử dụng dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện nhá. Vì cái công suất nó rất là nhỏ, nó chỉ có 3W thôi nên là cái ăn điện nó rất là ít. Đấy, phù hợp ví dụ các bác hay lắp vào qua đêm, lắp làm bóng đèn ngủ hoặc là các bác lắp ở đường đi lối lại. Đấy, mình cần một cái ánh sáng vừa đủ, không cần sáng quá. Đấy, mà nó vừa đủ thì các bác có thể sử dụng sinh hoạt trong đêm là ok luôn. Con này nói chung là chân ái rồi. Đấy, giá thì hiện tại em đang gửi một mức giá gọi là siêu hạt rẻ luôn. Lên mã em xem cái bóng đèn 3W nhá. Bóng 3W bên em đang bán một quả này với giá sẽ là 10k thôi. 10k cho một quả bóng đèn 3W nhá. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy và sử dụng điện 220. Đấy, công suất nó chỉ có 3W thôi, rất là nhỏ nhưng mà cũng cực kỳ sáng nhá. Sáng phết đấy các bạn. 10.000 quả thôi. Giá tốt mà sản phẩm dùng ok. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp keo đa năng này. Đấy, bên em đang bán giá sẽ là 20.000 một hộp nhá. 20k một chiếc hộp keo đa năng này, một hộp. Và các bác lấy 5 à lấy 3 hộp thì giá sẽ là 50k. Đấy, 3 hộp là 50k. Còn bán lẻ một hộp thì sẽ là 20.000 nhá. Đấy, keo đa năng dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, về các bác dán đa năng cho em. Một cái tiếp keo này có trọng lượng sẽ là 60g, dán cực kỳ ok. Đó, dán đa năng các loại vật liệu gỗ rồi là sắt xiếc các thứ cho em ok luôn nhá. 20.000 một nhá. Và các bác lấy 3 hộp thì giá sẽ là 50k. Dùng rất là cái này thì bán siêu nhiều rồi. Các bác dùng phản hồi cực kỳ ok. À, nói chung là dùng tốt chất lượng mà giá thành hạt rẻ nó chỉ có 20.000 thôi nhá. Keo đa năng 20.000 đồng một típ nhá, lấy 3 típ thì sẽ là 50k. Đấy, giá tốt mà sản phẩm ok. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Nghe đây. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, dùng ok lắm. 20k một típ nhá, 20.000 đồng một típ keo đa năng này. Và các bác lấy 3 típ thì giá sẽ là 50k. Đấy, tùy nhu cầu. Các bác có thể mua một típ hoặc mua 3 típ thì giá nó sẽ tốt hơn. Đó. Keo đa năng thôi nhá.